Chiều 6 tháng 10, Văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại miền Trung phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ra mắt Văn phòng liên lạc Báo Thanh niên tại Quảng Trị. Văn phòng được đặt tại tầng 2, trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị ở số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. Dự lễ có đại diện các sở ban ngành tại địa phương, các đơn vị doanh nghiệp, các đồng nghiệp công tác tại các cơ quan truyền thông trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Phương Thảo, trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại miền Trung cho biết, việc mở văn phòng liên lạc của Báo Thanh niên tại Quảng Trị nhằm đáp ứng sự phát triển của Báo Thanh niên tại địa phương trên các mặt nội dung, quảng cáo, phát hành và Báo Thanh niên hy vọng đây là điểm đến đáng tin cậy của người dân, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Ngay sau lễ ra mắt, đại diện Báo Thanh niên cũng đã tổ chức trao quà cho 23 hộ dân bị ảnh hưởng của bão số 10 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, trị giá mỗi phần quà 1 triệu đồng.